Phương Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, với mỗi người dân Việt Nam thì Tết Nguyên đán có một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng và đặc biệt. Đó là dịp để chúng ta quây quần sum vầy cùng nhau sau một năm bận rộn vất vả để chia sẻ những câu chuyện buồn vui trong suốt một năm và hướng tới một năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và trong chuyên mục văn hóa nghệ thuật kỳ này, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng trò chuyện về Tết đoàn viên. Và ngay lúc này đây thì Phương Anh đang ngồi bên cạnh họa sĩ Đặng Phương Mai ạ, một người rất đam mê nghiên cứu những giá trị văn hóa của dân tộc ạ. Và anh Lê Việt Dũng hiện đang công tác tại Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa và cũng là thành viên của câu lạc bộ Đình Làng Việt ạ. Lời đầu tiên thì xin chúc hai vị khách mời của chúng ta một năm mới mạnh khỏe và bình an ạ. Và để mở đầu cho câu chuyện Tết đoàn viên ngày hôm nay của chúng ta thì không biết là hai vị khách mời có thể chia sẻ một chút về cái Tết xưa có được không ạ? Xin được hỏi cô Phương Mai ạ. Nói về cái Tết cổ truyền thì là nó một cái giai đoạn dài. Thế thì người ta có thể tính chia làm 3 phần. Phần trước Tết là cái phần chuẩn bị. Cái mà không thể thiếu được trong cái sự chuẩn bị đấy là đó là mâm ngũ quả, rồi bao sái bàn thờ. Rồi cái giai đoạn thứ hai là những ngày Tết. Những ngày Tết thì các gia đình tập trung đi thăm họ hàng, đi thăm hỏi hàng xóm láng giềng, rồi đi thăm danh lam thắng cảnh di tích, đi lễ chùa. Và những ngày sau tiếp theo nữa là những ngày chơi Tết, là lễ hội vui Tết, chơi Tết, thưởng thức cái Tết cổ truyền. Vâng, đó là cái Tết của cô Phương Mai. Còn với anh Việt Dũng, cái Tết xưa của anh thì như thế nào ạ? Tết của thời chúng tôi ngày đấy thì là Tết nghèo nhưng mà tôi thấy nó vẫn rất là đẹp. Nhà ai cũng có những cái bức tranh dân gian được mua ở các cái chợ phiên. Tết xưa đối với tôi thì không thể quên được là cái không khí chuẩn bị Tết ở thôn quê. Nhà ai cũng phải quét tường vôi trắng. Đấy, và trên những cái tường vôi trắng đấy thì những cái bức tranh dân gian được treo lên. Đêm giao thừa thì có tiếng pháo nổ đì đùng để đón chào một cái năm mới. Vâng, thưa cô Phương Mai, Tết đoàn viên thì vẫn được xem là một nét đẹp truyền thống của dân tộc ta từ bao đời nay. Tuy nhiên thì ngày nay đời sống dân trí ngày càng nâng cao này, hoặc là một năm thì công việc rất là bận rộn và nhiều người thì có xu hướng là nhân dịp nghỉ Tết thì chúng ta sẽ chọn cách là thay vì về nhà đón Tết thì chúng ta sẽ có một chuyến du lịch xa để nghỉ ngơi, xả hơi. Cô suy nghĩ như thế nào về điều này ạ? Với người Việt ấy thì gia đình là của chúng ta là nó thuộc về cái văn hóa phương Đông. Mà văn hóa phương Đông là văn hóa hướng nội. Gia đình ấy là nơi bắt đầu cuộc sống và nơi tình yêu thương không bao giờ kết thúc cả. Cho nên là cái nơi gia đình vẫn là cái nơi mà trở về của chúng ta sau mỗi một cái dịp Tết cổ truyền. Chọn cái hình thức đi du lịch ở đây ấy, thì phần lớn là nó rơi vào cái lớp trẻ. Bởi vì cả năm là có áp lực công việc, cuộc sống rồi cho nên là Tết là muốn đi trải nghiệm. Nhưng mà tính ra thực tế thì chúng ta có rất là nhiều cái dịp lễ, dịp Tết để được nghỉ. Thế thì chúng ta có thể là chọn đi chơi vào cái thời điểm đấy. Còn cái ngày Tết cổ truyền thì chúng ta nên ưu tiên dành cho gia đình. Không phải vô cớ, ngày Tết còn được gọi là Tết đoàn viên, Tết của sự trở về, của hội ngộ. Ai cũng có quê hương gốc gác, bởi vậy ngày Tết là dịp đặc biệt để mỗi người trở về với cội nguồn, để thấm thía ơn sinh thành của cha mẹ, để hòa mình vào tình làng nghĩa xóm cùng những phong tục tập quán nơi mình sinh ra và lớn lên. Cuộc sống hiện đại khiến cho mô hình gia đình tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường bị thu hẹp dần. Người trẻ có xu hướng thoát ly để học hành và lập nghiệp. Như vậy không chỉ ở vùng đô thị mà cả ở vùng nông thôn, tình trạng chỉ có những người già quanh quẩn sống trong ngôi nhà của mình đang là một thực tế. Vì thế, dù đời sống vật chất và tinh thần có ngày càng phát triển, thì những người con vẫn cần quan tâm đến cha mẹ. Đó là đạo hiếu, là nền nếp văn hóa truyền thống phải được trao truyền, tiếp nối. Ở
Nói gì thì nói thì việc mà lựa chọn một cái chuyến đi du lịch trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán thì có lẽ đang trở thành một trong những cái xu hướng ngày nay, đặc biệt là đối với giới trẻ. Tuy nhiên sẽ không có điều gì mà chúng ta cần phải bàn nhiều nếu mà bên cạnh những cái chuyến đi chơi xa thì mọi người vẫn dành sự quan tâm đến ông bà, cha mẹ của mình nhân dịp Tết đến xuân về. Tuy nhiên thì hiện nay thì vẫn có tình trạng mà chúng ta gọi là người già bị lãng quên. Không biết là cô Phương Mai và anh Việt Dũng đã nghe thấy tình trạng này chưa ạ? Tết đến xuân về thì chúng ta thấy rằng là thật hạnh phúc cho những cái người con mà còn cha mẹ, còn ông bà. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã có sáng tác một cái bài, tức là bông hồng cài áo. Mẹ ơi mẹ có biết con yêu mẹ nhiều không? Hay là mẹ ơi mẹ có biết con thương mẹ nhiều không? Thì chúng ta cố gắng làm sao đó là mình là người Việt, mình là hướng nội, là mình nên quay trở về với gia đình vào những dịp Tết cổ truyền. Tất nhiên thì chúng ta cũng có thể là đi du lịch, nhưng mà với điều kiện là có cả cha mẹ mình đi cùng thì nó trọn vẹn hơn rất là nhiều. Người Việt Nam mình thì phong tục cứ hàng năm thì mỗi khi Tết đến thì thường 30 Tết là phải về để rước ông vải rồi đi tảo mộ, được đứng trước bàn thờ của tổ tiên để mình thắp nén hương dâng trước bàn thờ tổ tiên, để mình nói về những cái mình đạt được của một năm đã qua và những cái khát vọng hay những cái hy vọng của mình năm mới. Vâng, thưa cô Phương Mai, có thể nói là cái quá trình đô thị hóa thì đã đem đến rất nhiều những biến động cho gia đình Việt Nam, và trong đó có cả những cái sự xa cách giữa các thế hệ, có phải không ạ? Văn hóa của Việt Nam là nền văn hóa nông nghiệp lúa nước. Chúng ta có một cái cố kết cộng đồng, rất nhiều thế hệ sống với nhau trong một cái mái nhà. Bây giờ là cái cuộc sống đô thị thì là văn minh, là hiện đại. Con cái là phải ra phố để ở, không ở cùng, không ăn cùng, không sống cùng nữa, phá vỡ cái sự gắn kết của gia đình truyền thống. Thế thì cái sự gắn kết đó chúng ta bây giờ so với đời sống mà truyền thống ấy là phải lễ nghĩa, là phải dỗ chạp, là phải có những cái cuộc gặp mặt dòng họ, anh em, gia đình, thì hầu như là cái con người hiện đại không đáp ứng được, bởi vì là họ quá mệt rồi, họ quá nhiều áp lực, cho nên cái sự gắn kết lúc này nó trở nên là lỏng lẻo. Dù con cháu đã thoát ly, cuộc sống cũng có nhiều đổi thay, bận rộn hơn, nhưng gia đình nhà văn Nguyễn Huy Súc vẫn cố gắng giữ gìn phong tục đón Tết cổ truyền. Năm nào cũng vậy, từ giữa tháng Chạp, ông bà đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn, vật dụng để đón con cháu về chơi Tết. Vào những ngày giáp Tết, bà đãi đỗ, rửa lá rong, gói bánh, rồi con cháu quây quần thức thâu đêm canh nồi bánh chưng bập bùng lửa ấm. Ngày Tết đối với gia đình nhà văn Nguyễn Huy Súc mang một ý nghĩa thiêng liêng, là dịp con cháu về sum họp dưới mái ấm gia đình, được hương khói thờ cúng tổ tiên. Tết không chỉ có hành trình của những chuyến trở về, mà đằng sau đó là cả một quá trình về với cội nguồn, về nơi chôn rau cắt rốn. Tết sum họp sum vầy thì không chỉ là mong ước của các bậc làm cha làm mẹ, mà còn góp phần giữ gìn những cái giá trị văn hóa truyền thống từ rất là lâu đời của dân tộc ta, có đúng không thưa cô Phương Mai? Tết đoàn viên là một cái nét đẹp văn hóa của dân tộc, truyền thống đạo đức của gia đình. Thế thì để mà giữ gìn được cái nét truyền thống này không bị mai một, là chúng ta phải cố gắng làm sao giữ gìn được cái truyền thống của gia đình, đó là gia đạo, gia phong và gia lễ. Là ba những cái yếu tố đó, khi chúng ta giữ được rồi thì cái nét đẹp văn hóa này không bao giờ bị mai một cả. Và nó cũng góp phần làm cho chúng ta thêm yêu quê hương đất nước và có sự gắn bó với cộng đồng, có sự kết nối giữa quá khứ hiện tại cũng như là tương lai, có phải không anh Việt Dũng? Mấy tiếng mà về quê ăn Tết thì không chỉ là cái khái niệm đi về, mà đằng sau đó là cả một quá trình hành hương về với cội nguồn và về nơi với nơi chôn rau cắt rốn. Chính vì thế nếu không có Tết thì con người Việt Nam chúng ta sẽ không trở về với nhau, và sẽ dần dần những cái thế hệ về sau sẽ quên dần đi cái quê cha đất tổ và quên đi cái quan hệ ruột thịt của mình. Mà từ những cái quan hệ đó nó rạn nứt và nó xa cách dần dần thì làm cho các mối quan hệ nói chung trong xã hội sẽ không khăng khít nữa. Và chúng ta giữ gìn phát huy cái Tết cổ truyền chính là chúng ta làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Và đó chính là chúng ta đã kết nối giữa quá khứ, hiện tại và với tương lai. Vâng, rất là cảm ơn chia sẻ của hai vị khách mời ngày hôm nay, và cũng một lần nữa xin chúc hai vị khách mời của chúng ta một năm mới thật là dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, Tết đoàn viên sum vầy là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời, và hy vọng những giá trị đó sẽ luôn được gìn giữ và phát huy. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục văn hóa nghệ thuật kỳ này cũng xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang và thịnh vượng. Phương Anh cũng xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.